Bài tiếp theo này chúng ta sẽ thực hiện việc cắt những cái hình mà nó có hiện tượng là xuyên qua. Mà với cái bài này các bạn có thể ứng dụng để thực hiện vì là cắt xuyên von. Nghĩa là những cái áo the hoặc là những cái lớp trắng của nhân vật á. Nhưng mà tốt nhất là đối với những lớp trắng á, muốn cho nó hiệu quả. Bởi vì cái lớp nó đã màu trắng mà chụp hình trắng thì lại không ổn. Thì nó nên chụp trên nền xám hoặc nền xanh để nó cắt cho nó dễ. Hoặc là những cái hiện tượng mà người ta mặc những cái quần áo mà nó hơi mỏng đó. Muốn giữ lại để tạo ra cái nét nghệ thuật và tinh tế trong ghép thì chỉ có thể dùng Macro được thôi, chứ các phần mềm khác thì không hiệu quả. Thì cái bài này chúng ta thực hiện như sau, cũng tương tự như bài trên, chúng ta sẽ nhấn đúp vào phần background để chuyển thành lớp, và sau đó chúng ta sẽ vào trong filter và chọn Extensive Macro. Giống như trường hợp trên, ta sẽ thực hiện đầu tiên là giữ lại những vùng mà cần giữ. Những vùng cần giữ chúng ta là gì? Đây cái vùng màu đỏ, cái vùng màu của con chuồn chuồn, cái màu nâu bạc đô của nó, màu đen, và những cái cánh chỗ này đây. Và đồng thời ta phải chấm vào những cái phần trên cánh, một số cái điểm màu trên cánh. Chúng ta không nên chấm ít, chúng ta phải chấm nhiều mới được. Tại vì nổi cánh nó có những cái điểm khác nhau. Mà chấm hết toàn bộ. Màu cánh này đây nó cũng khác màu cánh trên kia. Cái màu của cánh này cũng khác nữa nè. Chúng ta nên chấm tết. Có nghĩa là cái phần kiếp đây chấm hơi bị nhiều đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn qua phần là crop. Và chúng ta chấm vào cái vùng mà ta cần bỏ. Ta thấy hai này gần giống nhau nè. Nó gần giống nhau. Do đó hồi chúng ta sẽ lọc lại sau. Bỏ những vùng này. Thì sau khi đã chấm những cái vùng mà cần bỏ, cái màu ảnh mà cần bỏ, vậy những màu ảnh mà cần lấy lại, thì chúng ta tiếp tục là dùng qua công cụ là Magic Red là xóa lên trên. Và khi lưu ý nè, ta để xóa thì ta phải cho cái màu bên dưới này lên, chữ Erase. Các bạn thấy không? Nó xóa rất là nhanh trên cánh chuồn chuồn. Ta hãy giữ nhấn tab cho nó mất. Cái cắt hình công cụ này chúng ta làm việc cho nó dễ. Rồi sau khi chúng ta vẽ được tới đây, chúng ta xóa được tới đây rồi. Bây giờ để cho nó dễ, các bạn sẽ nhấn cái tôi phím Tab và chúng ta sẽ dùng kết hợp với công cụ Pen Tool. Công cụ Pen Tool chúng ta sẽ vẽ trên, chọn lấy cái vùng ảnh mà chúng ta đã tô với con chuồn chuồn, và để mục đích việc này là chúng ta sẽ loại bỏ tất cả những cái nền thừa bên ngoài. Ta sẽ tương tự ta vẽ y hệt trong Google Paint trong Photoshop. Sau khi chấm xong, ta sẽ để ra bên ngoài này. Ta thấy nó có cái dấu là dấu trừ trên đây. Ta click như thế này. Thì nó mất toàn bộ bên ngoài. Nó đã mất hết tất cả những cái bên ngoài, nhưng mà vô tình mất cái vùng này luôn thì không sao cả. Chúng ta sử dụng cục Red. Chúng ta sẽ lấy lại những cái vùng mà đã lỡ bị mất như thế này. Vào cái chỗ này đây. Vùng mất thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ phóng to lên. Chúng ta nên bỏ tất cả những cái chỗ crop này đi. Và bỏ luôn tất cả những cái chỗ kiếp này luôn. Chúng ta lại làm việc lần thứ hai. Chúng ta chọn lại để nơi xử lý mỗi cái vùng này thôi. Thì chúng ta sẽ chọn thứ nhất là kiếp thế nào. Giữ lại những cái vùng màu này. Này, và chúng ta bỏ gì? Những cái chỗ này.
Và sau đó chúng ta dùng brush ta cho nó xuống đây. Tương tự như vậy, chúng ta lên trên đây, chúng ta sẽ bỏ đi những cái này, mấy cái này. Chúng ta sẽ bỏ cái chỗ nào, những màu này, những màu này, những màu trắng này. Và chúng ta giữ lại nó là màu đỏ, màu đen và màu đỏ bạc đô này. Ta sẽ dùng cụ là rất. Đã xong đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp. Chúng ta sẽ tính tiếp. Là khi mà chúng ta tạo ra cái trên cái von á thì nó sẽ có những cái chỗ mà nó hơi bị gắt. Gắt như thế này. Thì chúng ta sẽ làm cho nó dịu lại. Chúng ta làm dịu lại bằng công cụ bên dưới này. Công cụ là chai siêu. Ta cho bé xíu là thôi, không cần nhiều. Ta vuốt cho nó nhẹ lên đây một chút xíu. Và đồng thời chúng ta làm những cái đường biên này nè, cho nó bớt đen lại, cho nó dịu tất cả đường biên lại. Nó sẽ không tạo ra hiện tượng là cái bóng ma lờ mờ. Và ấn tượng hơn, các bạn nên chọn thêm là cái công cụ là cái giọt nước. Công cụ này đã làm mềm đi các vùng mảnh, mà nhất là cái chỗ mà những cái chỗ gai gắt giữa hai cái vùng như thế này đây, như giữa cái cánh nè, nó cho nó mềm lại, mềm hơn nữa đó. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện xong. Bây giờ chúng ta sẽ nhúng dưỡng lại là apply và sell. Chúng ta sẽ đổ thử một cái nền để quý vị xem nha. Thấy không? Đó, chỗ này chúng ta làm nhưng chưa kỹ lắm. Nếu không chúng ta sẽ tuốt kỹ chút xíu bằng công cụ trong đây. Và công cụ là cục tẩy. Nên trong quá trình mà chúng ta đã lỡ làm macro, chúng ta có thể quay cho lại macro một lần nữa. Và cách trên đây chúng ta sẽ dùng tiếp tục là macro ở đây. Nó sẽ còn y nguyên như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bật qua trong chế độ là Mac View, có nghĩa là đã thực hiện macro, có thể quay cho lại macro lần nữa. Ta thấy nó còn những cái điểm mà chưa có ổn. Ta sẽ vuốt lại lần nữa. Thì tại sao phải chở macro mà ta không dùng gộp ngoài Photoshop? Bởi vì Photoshop nó không tạo được cái tính mỹ thuật. Nó không có tạo được cái đường biên mềm như trong macro đâu. Chúng ta chở đây, chúng ta làm lại chút xíu nữa. Đôi khi trên cái nền rỗng thì chúng ta không nhìn ra được. Nên cho trong chế độ này thì chúng ta nhìn nó sẽ ra hết tất cả. Những cái này nè, chúng ta thấy hết tất cả những cái chỗ mà nó bị sai. Những chỗ này đây. Rồi sẽ xóa hết tất cả. Rồi sau khi làm xong rồi, chúng ta sẽ chọn vào Sell Apply. Các bạn thấy nó sạch sẽ. Nó sạch sẽ tất cả rồi. Thì chúng ta nắm đưa nè. Các bạn thấy nè. Qua đây nè. Cái nền nó cũng rỗng hết rồi, thấy không? Đó. Nó xuyên luôn cả. Những cái nếu không ta thử ta đổi cái màu khác đi. Ta thấy nó dễ hơn. Thật sự ta chọn cái màu này nó sáng lên như thế này. Nó tương phản với cái hình của tác phẩm. Của con chuồn chuồn. Ta thấy nó sẽ khác hẳn đi. Đó, các bạn thấy nè. Nó xuyên qua màu xanh luôn. Các bạn thấy không nè. Xuyên màu xanh luôn.
Thì như vậy nó mới tạo tính mỹ thuật khi mà ông ta ghép ảnh được. Thì đấy, đó là một hiện tượng là xuyên von đấy.